Hành tinh đã được tiếp tục cho hai hai sẽ đi khám phá lắm rồi. Wow, đây là khu đồ chơi nha mọi người, với rất nhiều thể loại gấu luôn. Đây hôm nay nhà Hoàng Phi Lộc sẽ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có Pemon nè. Ống nè. Rất là nhiều trò chơi luôn nha mọi người. Rồi. Hai ba lên. Sắp tới, vào mất ơi. Cười nữa. Giới thiệu với mọi người đây là khu bắn kèo. Và sau đây hôn Nhi sẽ chọn kèo này. Cho mấy trẻ này. Đấy, mình sẽ khảo thảo Nhi chọn mỏng ở đây. Chọn bắn. Bắn bông. Đó. Rồi là phiêu khấu chọn bắn cho mọi người. Công người chip chip và la chip chip và la đang tròn bắn nha mọi người. Bè la tròn gì? Rồi sữa bắp. Tiếp tục trong nước bao bố có cao này. Wow, sữa. Sữa nhỏ.
thịt heo nha mọi người. Đây, thịt heo đúng không? Có xăng cho heo này, hỏng cho heo. 39 ngàn. Đó, rất là nhiều lắm. Thịt heo, sườn heo, đúng không? 39. Đây, hoa mini nha mọi người. Cái hoa mini rất đẹp luôn. Wow. Đầu ta lồng 156 ngàn. Đây, các đầu hoa bên cạnh đấy đi. Ba lạc, ba lạc. Rất là nhiều luôn. Đây là quầy hoa quả nha mọi người. Hoa củ quả màu này 19 ngàn 500 đồng. Bí đỏ Barbie 27 ngàn 900 đồng nha. Đó, rất là nhiều loại hoa củ quả luôn. Đó, củ quả ban, củ quả ban là từ ba đến như thế. Ta tập bảo tập bít, ta tìm ra dài 21 năm. Đấy, rất là nhiều hoa màu của trái cây cho mọi người chọn. Đấy, cam bít và cải hoa trái cây rất là đặc sản, nhiều từ loại trái cây đặc sản của tất cả các miền. Măng cụt, na, thanh long, đấy, măng cầu ta 65 ngàn, thanh long, đấy. Đây là khu bán tất cả các loại rau củ quả và trái cây nha mọi người, đứng cạnh góc, đứng cạnh hướng. Ôi là chuối, chuối 17 ngàn, khoảng 80 ký. Cửa mặt hàng trái cây đi được rất nhiều gia đình lựa chọn trong những ngày hè này. Đây, khám phá cửa hàng linh kiện các thiết bị điện tử nha mọi người. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Em muốn tất cả chơi bên nào đó. Cái gì? Thôi, có nên còn quái nào nữa. Có đập gì? Rất nhiều bảo gian nhé. Đây, tải nghe. Nhiều hàng thôi. Đó, rất đẹp. Ở siêu thị thì giờ người ta trưng bày rất nhiều hàng. Đẹp lắm. Chọn được chưa? Đấy. Cá hồi này thì rất là béo nha mọi người. Đấy. Đầu cá hồi 39,9. Mẹ la đã chọn được một đầu. Tôi chọn hai đầu em ơi, đúng lắm. Rồi. Mấy lưới chưa? Chọn được món gì chưa? Thôi để, để em hút. Thôi để được cái này. Bây giờ mình sẽ qua khám phá khu bánh mì. Gì đấy? Bánh. Bánh à? Còn ngon không? Ở đây thì có rất nhiều màu bánh kem nha. Đây, bánh giá. Bánh chân sushi 27 ngàn. Bánh kem mini. Đó, rất là nhiều màu cho mọi người chọn luôn nha. Rất nhiều màu kem luôn. Đây có những mẫu bánh mini rất là nhỏ này. Đẹp không? Đây là góc ăn uống của mọi người. Đấy, mình có ghế sẵn nha mọi người. Hôm nay đi siêu thị rất là vui. Đây là quầy thịt nướng. Quầy thịt nướng đang bán.